Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Tôi đã đi xe được 18 km để đến thị xã này. Và tôi đã đi tiếp được 12 km đến thành phố. Vậy thì tôi đã đi được tất cả bao nhiêu km? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tôi dùng 15 mét vải để may thành 5 bộ quần áo giống nhau. Vậy để may một bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải hả bác? Em biết nè, cần 10 mét vải đúng không bác? Không phải đâu, cần tới 20 mét vải lận đó. Sai luôn rồi, chỉ cần 3 mét vải thôi. Ủa, vậy thì ai đúng vậy hả bác? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Rồi, bạn giỏi lắm. Một sợi dây dài 18 decimet. Người ta cắt làm các đoạn dài 6 decimet.
hỏi được mấy đoạn và phải cắt mấy lần. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.